Tìm đâu được căn nhà mà diện tích xít xoát 80 mét vuông, xây nhà như là một ngôi biệt thự mini. Thưa quý vị, Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Mọi người ơi, mọi người đừng bỏ lỡ video này nhé. Với một căn nhà diện tích 76 mét vuông trên sổ và thiết kế xây dựng 3 tầng sân cổng riêng như thế này, gần như trong kênh của Ngọc Anh rất 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 là hiếm mọi người ạ. Và căn nhà này thì ở đây có 3 căn, đã bán 2 căn, chỉ còn 1 căn. Em quay và review ngay cho quý vị. Đặc biệt giá bán hơn 2 tỷ mọi người ạ, hơn 2 tỷ. Sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn, pháp lý rõ ràng, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Ngõ trước nhà thực tế đây mọi người nha. Nếu như tính về ngõ trước nhà thì khoảng tầm được 2 mét rưỡi. Cách với lại đường ô tô thì nó khoảng tầm 100 mét. Và nếu như ô tô nhỏ thì có thể vào tận cổng. Ví dụ như là con Sukhoi hoặc là Wuling, như mà mọi người biết là cái dòng Wuling mới ra, dòng xe điện, nên là có thể vào tận cổng và thậm chí là vào tận nhà luôn mọi người ạ. Còn cái căn nhà này nếu như ô tô 7 chỗ thì quý vị gửi cách đây khoảng tầm 100 mét thôi. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích 76 mét vuông, sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh, vị trí nằm tại Đại Thành, Quốc Oai. Với vị trí này, Đại Quốc Oai là một cái huyện cực kỳ là quỹ đất còn nhiều, nhưng với vị trí này thì nó giáp với lại địa phận Hoài Đức, giáp khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Quốc Oai. Và căn nhà này thì theo đúng hiện trạng là dọn về ở ngay sân cổng thực tế đây mọi người ạ. Với cổng chính của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế là cửa sắt cắt CNC. Đây, cổng riêng rất là đặc biệt, rất là đẹp. Tại sao lại có sân cổng riêng? Vì đây, đây là sân riêng siêu rộng mọi người nha, sân riêng để xe máy siêu rộng, siêu thoáng. Đây là phần vòi nước chờ ở bên ngoài, quý vị có thể rửa xe máy 2-3 chiếc để ở đây như ngoài hàng. Và tiếp theo sân đây, tiếp theo vẫn còn sân mọi người ạ. Đây, sân gióng từ trong không gian phòng bếp ra đây. Ngoài ở đây thì cái phần mặt tiền của ngôi nhà là được hơn 6 mét, rất là rộng và thoáng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Quý vị nào đang hợp hướng nhà đấy, đang mong muốn diện tích rộng, đang mong muốn những cái căn nhà như thế này thì đừng bỏ lỡ video, Ngọc sẽ review cụ thể cho quý vị. Em nay sẽ không vào cửa chính nữa, đi cửa phụ, sân riêng, vào phần phòng bếp trước. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà siêu rộng. Với phần phòng bếp hoàn thiện, chủ nhà xong hoàn thiện cho hết cho quý vị. Về phần tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, rồi là xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Với căn nhà này thì nó chỉ còn một chút cái phần dọn dẹp vệ sinh là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay mọi người nha. Tông màu chủ đạo của ngôi nhà này, chủ nhà thiết kế là tông màu trắng, rất là tinh tế, nhã nhặn, phù hợp với tất cả các độ tuổi cũng như là cái công năng sử dụng thì phù hợp cho một hộ gia đình 3 thế hệ ở được. Tủ bếp thiết kế đầy đủ hết gỗ MDF cũng như là phụ kiện bếp cho quý vị, rồi là chậu rửa, vòi rửa xong hết rồi. Đây chính là phần không gian phòng bếp và đây là phần không gian phòng khách siêu rộng, bởi vì xe máy là đã để ở bên ngoài rồi mọi người ạ, cho nên không gian phòng khách để ở đây là cực kỳ thoáng. Với cái căn nhà này thì ngoài cái phần cổng kia thì cửa ở đây là chủ nhà thiết kế cho quý vị là một cửa nhôm kính. Vâng, ngoài ra thiết kế một cửa sổ rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Với cái căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc, mọi người cứ sợ nóng nhưng thực tế luôn là trước nhà là có hàng xóm chắn rồi mọi người ạ. Đây, nói chung có như thế nào em sẽ quay và review cho quý vị như vậy. Căn nhà này thì nó không nằm ở trên mặt ngõ thông, tuy nhiên thì còn một lô đất bên trong nữa mới là lô cuối cùng mọi người nha. Phần hoàn thiện, đấy, gạch lát nền này, thiết bị vệ sinh này, tủ bếp này, trần thạch cao ở phần tầng 1 đã hoàn thiện xong hết rồi. Ngăn cách giữa phần cầu thang, phòng khách thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách gỗ CNC. Với một cái căn nhà mà giá gần như là ngấp nghé 2 tỷ rưỡi mọi người ạ, nhưng mà được cái diện tích như thế này và xây dựng là 3 tầng rất rất là đẹp, rất là hợp lý. Sân trước và đặc biệt còn sân sau nữa mọi người ạ. Đó. Căn nhà này chắc chắn là quý khách sẽ vô cùng bất ngờ bởi vì là nó thiết kế rộng, hợp lý. Đây là phần sân sau.
Phần sau này thì chủ nhà cũng thiết kế nước, và ở đây là để khu vực máy giặt mọi người nha. Rồi là quý vị có thể chế biến đồ tươi sống. Đồng thời với cái phần này thì chủ nhà thiết kế một phòng vệ sinh. Một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1. Phòng vệ sinh tương đối rộng. Đây ạ. Bồn cầu, sen tắm, lavabo. Đấy. Rất rất là sạch sẽ và thoáng. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thoáng trước, thoáng sau, hướng nhà phía mặt sau này là hướng đông nam, cho nên mở cửa này và mở cửa đằng trước cửa chính sẽ rất là hút gió mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống cổ trụ, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3. Đây, chủ nhà thiết kế toàn bộ là gỗ cho quý vị. Nói chung nếu như ở trên kênh của nhà tốt, hiếm có căn nhà nào diện tích rộng, thiết kế mà nó lại sân cổng riêng, hài hòa, yên tĩnh như thế này. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Ngọc Anh đang đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Hai phòng ngủ, cầu thang để ở đây, hai phòng ngủ khi bước chân lên đây và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Mời người theo em vào phần phòng ngủ đầu tiên. Hướng ra phần mặt ngõ. Ban công mở rất là thoáng. Căn nhà này không phạm lỗi gần đình chùa miếu mạo. À, nói chung là không có lỗi phong thủy cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm, kể cả là mặt tiền trước sau như nhau, không thấp hậu. Đó. Đây. Cửa sổ ở trên phòng ngủ thoáng, rất là thoáng luôn. Rồi là đầu chờ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được chủ nhà lắp đặt sẵn cho quý vị. Như ngoài đã chia sẻ thì dưới tầng 1, tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, cho nên vào trong không gian phòng mọi thứ cực kỳ là thoáng. Với cái căn nhà phòng này, phòng ngủ này, riêng phần mở ra ban công là một cửa này, đồng thời vẫn có hai cửa sổ hai bên và một phòng ngủ tiếp theo ở bên trong. Đây, phòng ngủ bên trong đây rộng thoáng, đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn ạ. À, siêu rộng, siêu thoáng. Cái phần cửa sổ này chính là phần hướng ra cái phần sân thẳng từ bếp ra ấy mọi người ạ. À, rồi là hệ thống trần thạch cao xong hết rồi. Nói chung là còn một chút về cái phần dọn dẹp nữa, khi nào mà chủ nhà bán thì bà giao cho quý vị sẽ dọn dẹp là xong. Tất cả các cửa thông phòng này thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, rất là dày dặn chắc chắn, cách âm cũng rất là tốt. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau là đây. Phòng vệ sinh đầy đủ hệ thống sen cây, rồi là mọi thứ đáp ứng đúng tiêu chí cho một hộ gia đình sử dụng bồn cầu, lavabo. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau, y hệt như tầng 2, hai phòng trước và sau, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây, phần tầng 3 đây, siêu rộng, siêu thoáng. Như vậy với căn nhà 76 mét thiết kế và xây dựng 3 tầng, sân cổng riêng trước và sau, thoáng trước, thoáng sau, hướng nhà Tây Bắc, thiết kế tổng 3 tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Giá bán em để cụ thể ở dưới phần bình luận mọi người nhé. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chốt ngay căn nhà biệt thự mini này cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.